Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Khi mà bắt đầu chuẩn bị kiểm tra cái khớp gối ấy, thì tôi đề nghị mọi người là sẽ kiểm tra hai cái đầu gối của mình. Hai đầu gối bằng cách gì ạ? Mình sẽ sờ tay xem có bên nào mà nhiệt độ nó ấm hơn không, hoặc mình nhìn xem có bên nào sưng lên hoặc nóng hoặc đỏ hoặc đau. Tức là bốn cái tình trạng như sau: sưng, nóng, đỏ, đau. Ai rơi trong cái tình trạng đó thì mình sẽ khám phá, thì mình phát hiện ra thì báo cho tôi biết ra. Trong nhóm của mình ở bên này, những người lần đầu tiên đến đây, ai tham gia, ai muốn xung phong làm thầy chữa ạ? Mình nhanh chóng ạ. Rồi, vậy thì mọi người rất nhanh chóng ngồi đối diện với lại bệnh nhân. Rồi, mình nhanh chóng mình kiếm cái ổn định ngồi đối diện bệnh nhân. Tất cả chúng ta đều là những người chưa có biết gì. Chưa biết gì, nhưng mà chỉ trong vài phút chúng ta sẽ học được cái nghề nha. Rồi. Mọi người nhanh chóng ổn định đi, ngồi trước bệnh nhân đi thì tôi sẽ hướng dẫn. Việc đầu tiên của việc điều chỉnh khớp gối luôn luôn là chúng ta phải kiểm tra tình trạng bệnh. Đầu tiên lúc nãy chúng ta đã cho người bệnh đứng lên ngồi xuống hoặc là thử đi cầu thang rồi, thử bước cầu thang rồi để xem cái tình trạng đau của họ như thế nào. Đa số những người bị khớp gối là họ đứng lên ngồi xuống khó khăn, bước đi nặng nề và bước cầu thang cũng khó khăn nữa. Nên làm động tác đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra hai đầu gối, so sánh xem hai đầu gối có sự chênh lệch không. Chênh lệch về cái gì? Thứ nhất là về màu sắc, có phải là một bên đỏ hơn không? Nếu như bên nào đỏ hơn thì chúng ta kiểm tra xem nhiệt độ của bên đó. Mọi người lưu ý nhé. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra xem ạ, có bên nào nóng hơn không, hoặc bên nào sưng to hơn không, hoặc bên nào đỏ hơn không, gọi là sưng, nóng, đỏ, đau. Phát hiện ra có một bên sưng, nóng, đỏ, đau chênh lệch so với bên kia thì tức là bên đầu gối đó đang bị sưng hoặc là bị viêm, tức là có hiện tượng viêm, hoặc là cả hai, nếu mà cả hai bên đều nóng, tức là cả hai bên đầu gối đều viêm, thì lúc này chúng ta sẽ dùng đá lạnh để chúng ta chườm để ức chế viêm gây tê tại chỗ và giúp làm giảm đau. Bên này nóng hơn à? Còn bên này đâu? Bên này nóng hơn à? Chân bên này nóng hơn. Chân bên này nóng hơn à em? Dạ. Bên này nóng hơn. Rồi còn ai nữa? Chân bên này sưng hơn à? Rồi sưng hơn, đó mình đo thế đó. Mình kiểm tra hai bên. Rồi. Đá lạnh mình chườm vào cái chỗ đầu gối, mình xà quanh cái chỗ đầu gối đau cho người bệnh. Đúng rồi đó. Mình giữ đi chỗ nào đau nhất. Nhớ là cái chỗ nào đau nhất á, mình đi tìm cái điểm đau và mình áp. Đúng rồi. Cái điểm nào người ta đau nhất ta chỉ. Đó thì mình sẽ áp cái viên đá lạnh vào đúng cái điểm đau nhất. Áp viên đá lạnh vào đúng cái điểm đau nhất. Và ngoài ra mình sẽ xoa quanh cái đầu gối. Giữ ở cái chỗ điểm đau nhất đấy, và trà quanh đầu gối. Đau ở dưới. Đau nhựa thì mình làm ở dưới nhựa đó rồi. Đó, mình trà sát đá lạnh. Chỗ nào đau nhất? Chỗ đó đau nhất không? Dạ, chỗ này đau. Bệnh nhân chỉ chỗ đau nhất cho người ta để người ta đặt cái đá vào đúng chỗ đó. Chườm đá lạnh ấy thì mọi người có nghe cái sự thay đổi gì chút nào không? Bớt đau, chân bớt cứng hơn không? À, có nghe nó nhẹ hơn chút không? Dạ, nhẹ hơn chút. Rồi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại
0913 590 502, 0936550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.